xinh đẹp cho trở thành một cái biểu tượng về một hoa hậu thời trang quốc tế cũng như là một biểu tượng về idol phong cách. Và đồng hành cùng Afro thì mình có rất nhiều cơ hội để phát triển cho sự nghiệp của mình. Những cơ hội mà người giàu họ đã làm và họ đã chiến thắng, họ đã làm như thế nào cũng chính là cái thứ mà Kim Sĩ mong muốn.